Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Moonlight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Vâng, trước hết thì cảm ơn vợ chồng của Hồng Sâm, rồi chủ nhân của anh, ông xã của Hồng Sâm là chủ nhân của công ty Lexo, cũng như là vợ chồng anh Minh và Miley Tiền Vàng, cùng với tất cả các anh chị đến đây, và đặc biệt là ông xã Richard Long Nguyễn đã tổ chức một buổi sinh nhật thật là vui cho Milan. Cảm ơn các bạn đã cùng chung vui với Milan trong ngày hôm nay. Xin chân thành cảm tạ. Nhưng mà trước khi mà mình đi đó, thường thường mỗi sinh nhật đó đều có một cái điều mình ước muốn. Thì ngày hôm nay tất cả các bạn bè thân hữu có mặt ở đây đó, ước muốn của Mỹ Lan là gì? Ước muốn hả? Không sao, lúc nào cũng có rồi phải không quý vị? Nhưng mà Mỹ Lan nghĩ rằng là không phải riêng gì Mỹ Lan, mà tất cả những các anh các chị ở đây, và đặc biệt là các chị, phải không? Đang yêu, đã yêu và đang có ông xã, thì Mỹ Lan nghĩ rằng là cái điều mà ước muốn duy nhất của một người phụ nữ chúng ta, phải không Tường Vi? Đó là được người yêu của mình hay là ông xã của mình yêu thương hoài. Và tặng hột xoàn 4 kara. Yeah, happy birthday Mỹ Lan. Happy birthday nha. Ok, chúc nhiều sức khỏe và thành công. Thank you.
Thank you.